những câu chuyện bên chén trà xuân vào một ngày cuối tuần, những cái bắt tay, những cái ôm thật chặt và những nụ cười của những con người mái tóc đã bạc là những hình ảnh của cuộc gặp mặt những thế hệ nguyên là bí thư đảng ủy, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường đại học tổng hợp qua các thời kỳ. Nhân dịp đầu xuân Quý Tỵ 2013, sáng ngày 2 tháng 3, Ban giám hiệu hai trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn và Đại học Khoa học Tự nhiên đã tổ chức buổi gặp mặt để tri ân những thế hệ đã tạo nền móng, xây dựng và tạo nên bản sắc đại học tổng hợp qua các thời kỳ. Hôm nay, hai trường tổ chức cuộc góp mặt các thầy đã từng giữ các cương vị trách nhiệm cao nhất của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội qua các thời kỳ, trước đây cho đến khi mà Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập. Thứ nhất là tôi xin được gửi tới các thầy nguyên là lãnh đạo của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội qua các thời kỳ lời cảm ơn đã dành thời gian đến dự cái cuộc họp mặt hôm nay, kính chúc các thầy sức khỏe, trường thọ. Nhân dịp này, Ban giám hiệu hai trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn và Đại học Khoa học Tự nhiên cũng báo cáo với các thầy, nguyên là lãnh đạo Đại học Tổng hợp qua các thời kỳ, những thành tựu mà hai trường đạt được trong những năm qua. Năm 2013 cũng là mốc son đánh dấu chặng đường 20 năm Đại học Tổng hợp Hà Nội được tách ra thành hai trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn và Đại học Khoa học Tự nhiên và thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội. Có lẽ là với anh em ban giám đốc Đại học Quốc gia thì cũng có thể nói rằng là luôn ý thức một điều là Đại học Quốc gia Hà Nội về thực chất là một chặng đường phát triển mới, một cái giai đoạn phát triển mới của Đại học Tổng hợp trước đây. Và có thể nói Đại học Quốc gia không phải là xây từ con số 0 mà bắt đầu từ một truyền thống lớn. Các cái truyền thống của Đại học Tổng hợp với một cái bề dày đã được nhiều thế hệ các thầy các cô, trong đó có các thầy các cô thầy đang ngồi đây đã xây đắp lên trong quá khứ. Trong cuộc gặp mặt, các thầy nguyên là lãnh đạo qua các thời kỳ cũng chia sẻ những tình cảm, những suy nghĩ cũng như những kỷ niệm về những năm tháng làm lãnh đạo trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, những mốc son kỷ niệm cũng như những dấu ấn bản sắc riêng tạo nên danh tiếng và tên tuổi của Đại học Tổng hợp Hà Nội không chỉ trong nước mà cả trên thế giới. Phải nói là bây giờ là quốc gia phát triển, trong phát biểu của hai thầy lãnh đạo hai trường và lãnh đạo của chúng ta được nói rằng linh hồn, trí tuệ, phương pháp, phong cách vẫn thiếu một, đấy là trí tuệ độc lập, phương pháp độc lập, phong cách độc lập, tâm hồn. Ghi nhận những lời dặn dò, chia sẻ của các thầy, những thế hệ lãnh đạo hiện thời hai trường cũng như Ban giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội rất mong muốn tiếp tục được sự quan tâm ủng hộ, ý kiến phát biểu và giúp đỡ của các thầy để góp phần xây dựng hai trường cũng như Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục có những thành tựu rực rỡ hơn nữa, xứng đáng là đơn vị đào tạo về khoa học, công nghệ hàng đầu cả nước.